Hello, xin chào mọi người. Hôm nay em về được cái kem anh hoa anh đào 10 tác dụng rồi nha mọi người. Hôm bữa giờ khách hỏi quá chừng nhiều luôn. Hôm nay đã cập bến. Mọi người ơi, để mà giải quyết về những cái vấn đề của da, ví dụ như là thâm sạm nám hoặc là tàn nhang rồi môi, cũng như là muốn diện dưỡng trắng da thì có rất là nhiều dòng sản phẩm kem dưỡng để mà mình sử dụng. Nhưng đặc biệt bên công ty bên em luôn luôn phân phối về những cái dòng sản phẩm thực sự là chất lượng và khách đánh giá rất là cao và yêu cầu nhu cầu thị trường rất là nhiều thì bên em mới nhập về và bán cho mọi người, nên mọi người hãy yên tâm nha. Đây là dòng sản phẩm kem hoa anh đào 10 tác dụng. Và hôm nay em sẽ giới thiệu tại sao nó có 10 tác dụng như thế này và công dụng của mỗi tác dụng nó sẽ như thế này nha. Giúp trắng da nè, chống nắng nè, ngừa nám nè, giảm mụn nè, giúp tái tạo da nè, giúp ngăn ngừa lão hóa nè, làm mờ sẹo nè, mờ thâm nè, mờ tàn nhang và giúp ngừa nhăn da. Tức có nghĩa là cái việc lão hóa da của mình nó sẽ bị chậm hơn hoặc là nó ức chế cái việc lão hóa da. Đó. Thì trong sản phẩm này là một loại chiết xuất ngọc trai thiên nhiên kết hợp với các thảo mộc quý hiếm, giàu chất dinh dưỡng, cung cấp các vitamin cần thiết, AHA tổng hợp loại bỏ các vết nám tàn nhang đồi mồi, ngăn ngừa mụn, cung cấp canxi làm tăng tế bào mới, săn kích lỗ chân lông, làm cho da của mình được mềm mại, tan đi những cái nếp nhăn cho da và giúp da của chúng ta được tươi trẻ và tự nhiên hơn. Và dòng sản phẩm này là khi mà mình sử dụng ấy, bằng cách là mình sẽ rửa mặt thật là sạch, sau đó mình sẽ thoa một lớp kem này lên da mặt. Trong vòng khoảng là từ 10 đến 20 ngày, da của chúng ta sẽ thay đổi. Và đặc biệt là dòng sản phẩm này á, có thể dùng cho ban ngày và ban đêm, rất là tiện dụng đúng không mọi người. Và trọng lượng của dòng sản phẩm này là 15g thì mọi người có thể là sử dụng từ hơn 2 tháng mới hết một hộp này nha mọi người. Dòng sản phẩm này được Bộ Y tế kiểm định, cũng như là đây là cái dòng sản phẩm có tem chống hàng giả cũng như là tem xuất nhập khẩu ấy, nên mọi người cực kỳ yên tâm nha. Đảm bảo 100% chất lượng cho tất cả khách hàng, cũng như là đem đến sự hài lòng chất lượng nhất cho tất cả các chị em. Và bên em đã kinh doanh mỹ phẩm rất là nhiều năm nên biết cái thị trường mỹ phẩm mình cần, cũng như là những cái dòng sản phẩm nào thực sự tốt thì bên em mới nhập về, nên mọi người hãy yên tâm. Và đây là một cái nơi rất là uy tín để mà mấy chị em có thể là tìm kiếm thu nhập cho chính bản thân mình, hoặc là mình có thể là mình đã lấy hàng rất là nhiều nơi nhưng mà giá cả chưa ổn định lắm, cũng như là chưa có hợp lý, cũng như là mình đang tìm kiếm một nguồn hàng rẻ hơn, thì em nghĩ bên em sẽ đáp ứng nhu cầu rất là tốt về giá cả và về chất lượng cho mọi người. Hãy nhanh tay liên hệ sớm cho công ty bên em qua số điện thoại hotline là 0356605677 hoặc là 0933766739 hoặc là 0773339279 nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón xem video bên em và xin chúc tất cả các chị em một năm mới bình an, sức khỏe, cũng như là luôn luôn nhớ đến mỹ phẩm Bát Cứng nha. Bye bye.